Hello, chào tất cả các bác nha. Hôm nay cũng có một chuyến hành trình đi lái lan. Thì bây giờ đi lên rừng thì gặp một cái cây hải kim lá xong rất là đẹp luôn. Đây này. Do cái điện thoại của em nó quay không được nét rồi. Nhưng mà cái này thì nhìn vào mắt thường thì rất là phê luôn. Rất là đẹp nhá. Đấy. Lá già lá non đều nó xong hết. Cái cây lá non đây nó sọc hai đường nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây là một cây hải kim mà nó hiếm nhất các bác ạ. Hiếm nhất mới gần những cái cây sọc như thế này. Đấy. Rất là vít nhá. Cái lá bên này nó vẫn sọc nhá, nó vẫn sọc hai đường này. Đấy, các bác cũng đã thấy rồi. Sọc rất là đẹp luôn. Quá là vít luôn các bác ạ. Giờ thì em sẽ lấy về chia cho các bác nhá. Bác nào nhanh tay chốt hàng thì cứ nhắn, cứ alo em nhá. Các bác ơi, bây giờ em tới đây thì thấy một cái đá nó mọc nấm nhá. Đây. Đây này. Rất là lạ luôn. Cái này lạ lắm các bác ạ. Đây không biết sao mà nó mọc được nấm các bác ạ. Đấy, đây này. Nó mọc trên đá nhá. Bác nào mà biết thì cứ cho em biết nhá. Giờ thì em sẽ đi phía lan hải hải kim nhá. Đây, hải kim rất là đẹp luôn. Đấy. Các bác ơi, nay thì đi lái hải kim nhá. Đấy. Vừa nãy trúng một cái cây rồi. Giờ đang tiến xem có con không. Đây này toàn những hang dê. Ui, đang mưa các bác ạ. Ui, mưa to lắm các bác ơi. Mưa về rồi, hải kim dưới này nhưng mà trơn lắm, không dám đi nhé. Chắc là phải lên trên kia thôi. Đấy, những cái hai cây hải kim dưới này này. Những cái cây này thì em đi tìm xem nó có sọc không nhé. Sọc thì em sẽ mang về chia cho các bác. Cái dòng sọc này rất là hiếm. 1.000 cây chắc là có một cái thôi, có khi không có nữa các bác ạ. May mắn thì mình được, còn không may mắn thì đi em đi kiếm lan 2 năm 3 năm năm rồi em mới gặt lần đầu gặt. Giờ thì đang xem có lan không nhá. Đây này, những cái dây hải kim đang ở dưới này nhá. Nhưng mà những cái dây ở dưới này thì khó lắm, không lấy được thì sẽ bỏ thôi. Các bác ạ, bây giờ cũng gặt một cái cây hải kim lá sọc nhá. Đây này. Nhưng mà nó sọc hơi nhỏ. Đấy. Một em sọc nhá. Cái này do cây nhỏ thôi, nếu mà cây lớn thì chắc chắn là nó sẽ sọc lớn nhá. Đây, em đã lấy được rồi. Đấy. Rất là đẹp nhá. Các bạn.